Thế là nó có hiện tượng là học một hồi rồi nó lại quên đúng không Tâm? Con đúng rồi thầy ạ. À. Định là học đi học lại à? Chắc là phải theo thầy học suốt đời thôi chứ học em áp dụng được ít đẹp mà trí nhớ không được tốt lắm. À. Thì bộ nhớ cũng giống như là máy tính thôi, nó hữu hạn. Thì mày nhớ cái khác rồi thì làm sao nhớ được bài nữa để mà áp dụng. Thế thường không nhớ cái đó thì nhớ cái gì? Từ đây là ngoài cái thức học từ giờ thì cũng tương báo gạo tiền rồi ạ. Vẫn phải lo lắng nhiều rồi. Thì học để kiếm cơm áo gạo tiền chứ để nhằm cái gì đâu. Thế theo mày thì ở trong lớp mày cảm nhận là ai áp dụng nhanh? Em nghĩ là áp dụng nhanh có biết tôi trọng. Trọng hả? Tao thử cái khả năng phân tích của mày thôi. Cho nên là lại phải học lại bài tư duy. Tư duy logic là tư duy suy luận. Thế mà cái nhánh của tư duy logic, một cái nhánh chủ yếu là tư duy phản biện, là một dạng của logic. Nhưng là nó suy luận dựa trên phân tích. Còn tư duy logic là suy luận nhưng mà dựa trên khái niệm, dựa trên tiền đề. Còn bây giờ nó dựa trên phân tích thì nó phản lại cái tiền đề đó. Cho nên phải có khả năng phân tích và tổng hợp rất cao mới phản biện được. Thế bây giờ là vượt khỏi cả phản biện, vượt khỏi cả logic thì nó là tư duy sáng tạo. Mà vượt khỏi sáng tạo thì là tư duy đột phá. Đằng này anh ngồi anh Đạt đang cố tập suy logic, tức là suy luận. Nhưng mà cái màu của anh nó lại mang màu của tư duy kinh nghiệm. Mình học để mình đạt tới chỉ số tư duy logic. Sau đó đẩy đến đỉnh cao của tư duy logic là tư duy phản biện. Vượt qua phản biện thì nó sẽ tạo ra sáng tạo. Vượt qua sáng tạo thì nó tạo ra đột phá. Thì mày học hết rồi, bây giờ tao ngồi tao ngứa mồm, tao nói lại mày có thấy hay không? Thầy là hay nhỉ? Thì tại sao mày không tự tổng hợp để cho thấy chính mình hay? Khi mình thấy mình hay thì mình tự kỳ ám thị, tức là mình tự kích thích mình, thì lúc đó nó trưởng thành nhanh lắm. Người ta gọi là học bằng tóm tắt, người ta gọi là học bằng đi dạy, dạy trẻ con lại thành canh, thành công ngay. Thầy nói cái phần đó thì em chưa tự tổng hợp được, mà cái khả năng tóm tắt thì vẫn chưa tóm tắt được ấy. Mày có đặc điểm tao quan sát tao biết từng người trong lớp không? Mày có năng lực tóm là tóm được rồi, nhưng mà không tắt được. Hả? Mày tóm được con vợ mày rồi, mà mày không tắt được cái mồm nó. Nó nói liên hồi mà không tắt được. Ví dụ thế. Vâng, đúng rồi đấy ạ. À. Và kết quả bị nó tắt ngược. Cho nên môn nào cũng phải học thế. À. Thì bây giờ nó mới hình dung ra học cộng với để tâm thì ắt thành công. Không có yếu tố thứ ba. Thì mày với mọi người là bị thiếu yếu tố để tâm đến cung cực. Học thì đầy đủ mà để tâm thì bằng không. Thì thành công nó thiếu một biến thì lập tức cái hàm ấy nó bằng không. Vì nó dính với nhau bởi dấu nhân. Còn trong đời anh để tâm cái khác cơ, chứ không phải để tâm học. Ví dụ nói người ngoài cho nó khách quan,
thì Tâm quan sát cái thằng Tuấn tiền tỷ nó để tâm cái gì nhiều nhất? Tâm nghĩ là bản thân để ý đến phụ nữ gì đó. À thế à? Cái thằng này nó đi học á, nó ăn cắp từng từ, còn cái gì nó không để tâm á là nó không học. Thì điển hình của một cái thằng rất là thông minh nhưng là thông minh vặt, thành ra là cậu ghi chép kinh lắm, nhưng cậu chỉ ghi cái đoạn cần ấy, xong mai ông biến thành tiền luôn. Cho nên thằng này khôn, nhưng đấy là khôn vặt. Nó có để tâm đến bài học kinh lắm á, nhưng để tâm ngắn và múc ngắn để ăn ngắn. Mày không biết là nó hiện trên màn hình nữa để tao luộc. Cho nên là cái thằng Tuấn ấy là bài marketing là cậu ấy chưa để tâm cho nên cậu chưa vào. Đấy. Mày thấy cho nhận xét đúng không? Đúng như thầy nói là cứ lần nào thầy nhắc em vẫn thấy hay và vẫn thấy là mình thiếu sót, và cái việc thầy đã nhắc những cái ý thầy đã nhắc rồi và nhắc lại em vẫn chưa thực hiện được. Thì ở lớp có thằng nào thực hiện được đâu, tao mượn mày để tao sủa với cả lớp gì. Cái hay nó nằm ở từng chữ ấy, sau đó từ cái hay đó biến ra một cái là lập tức là nó ra tiền liền. Đằng này cứ hùng hục đi cuốc đất ấy, người ta đẩy một phát nó ra cả một tảng đất, chứ người ta không cuốc từng cục đất. Thấy chưa? Thấy hay chưa? Cái này hay à? Thế là học bài tư duy xong là phải gắn nó vào, xong thành mạch, xong chốt nó lại. Không học tư duy nữa, học cái mới. Đưa cái tư duy vào trong não, và não trong cùng thì gọi là tiềm thức. Sau đó cái cục ở ngoài là cục ý thức, nó nằm ở vỏ não ấy, nó rỗng thì bắt đầu mới đẩy cái khác vào được. Còn không, hiện tượng của chúng mày bây giờ là nó bị ứ ở cái vòng ngoài ấy. Vòng trong thì không có gì, vòng ngoài thì bị ứ. Đúng như thầy nói rồi, và học thầy thì mới biết được và mới để ý thêm. Như bài thế độ vừa rồi chỉ cần như là có rất nhiều các yếu tố mà mình chưa có hoặc chưa làm được, và em để ý thêm, thầy cũng nói là kể cả trên bàn nhậu cũng là một lớp học. Thì đúng vừa rồi là có trước đấy cũng không để ý nhiều, chỉ có cái việc người ta không ý kiến về cái việc uống hay không uống được, mà về cái thái độ uống, về việc cái san sẻ hay là người ta phản ứng dữ lắm. Chứ sao nữa, nó lấy chai bia đập vào mặt mày vì cái thái độ ấy. Mày cầm bia mày rót sang bia nhà người ta, ai chả là người, thế thì mày cho người ta chết còn mày sống à? Cái thái độ ấy là thái độ mất dạy. Trốn thuế nó oánh cực nặng bởi vì nó quy vào tội ăn cắp, mà đây là ăn cắp của cả cộng đồng chứ không liên quan, chứ trốn ở đấy. Vì cái thái độ ấy là nó băm sát mày ra. Vậy đấy. Cho nên án kinh tế nó đánh cực nặng. Đấy. Có thằng vừa rồi ngày hôm qua thế, tham nhũng đủ khoảng 4 triệu 6. Lấy cái tiền của vaccine người ta góp với bà con này, lần chia nhau. Cúp giám đốc luôn. Đuổi ngay về quê người ta gồng tay mình luôn. Có 4 triệu 6. Không bằng một suất đi nộp để nhậu. Vì cái tội là tội ăn cắp, cho nên là thái độ là ăn cắp. Thái độ ấy là thái độ mất dạy, nó phải diệt. Thái độ quyết định trình độ. Đi học xong phải ngấm gì. Thái độ là biết ơn, thái độ là thấu cảm. Thằng thầy dạy lòi mắt ra, cuối cùng kệ thằng thầy. Mày là cái thằng dính cái tội ăn cắp sức lực của thầy.
Hôm nó ra tao nhờ thằng Trọng lấy dao băm sạc mình. Cười gì? Thì dễ mà hay lắm, nói đã đời xong tí nó sẽ kệ mày đấy, cái thái độ là vậy. Cho nên là người ta nói thì mày lại tưởng người ta nói lý thuyết. Bây giờ mày biến những cái mày học xong mày làm được một việc thì cái hạnh phúc nhất của cái thằng làm bố, làm mẹ, làm thầy thì có ba người. Cho nên là mùng 1 thì dỗ cha, lễ cha, mùng 2 thì lễ mẹ, mà mùng 3 thì lễ thầy. Thì mỗi người người ta trả công bằng một cách. Công nhân nó làm cho mày, mày phải trả cho người ta phần xứng đáng trong tổng lợi nhuận. Có ít thì cưa ít, mà có nhiều phải cưa nhiều. Đằng này chúng mày có nhiều cưa ít, có ít không chia. Thì cảm ơn người công nhân ở chỗ đó. Còn cảm ơn bố mẹ mấy thằng thầy là biểu hiện bằng việc mày trưởng thành. Vậy khi mày không làm nghề tao mày không biết. Khi mà thấy học viên họ trưởng thành ấy, thì tự dưng mình thấy trong cái trưởng thành ấy có một phần của mình. Nó khoái chí lắm. Đằng này lại tưởng là cầm tiền xong biếu thầy thì đấy là báo hiếu, mất dạy. Vậy thì mày vận dụng ở đâu thì tao khoái nói chứ. Còn mấy hồi nữa chết rồi. Thế mày nghĩ tao nói đi thiết xuông à? Cho nên tao cứ tận tình làm sao chúng mày ghi bàn đấy. Vì trong ghi bàn của mày thế nào có phần của tao. Đấy là báo hiếu. Cũng như cái thầy vừa nhắc đi thì là chúng em được học thêm. Vừa rồi cái bài lần trước về yếu tố thành công thì thầy nói là có bốn cái, gọi là mẫu số chung là bốn thành tố. Thế nhưng bài vừa rồi thì cũng nhắc đến cái thành công thì nó lại gồm có ba thành tố thôi, nhưng một thành tố nó bao gồm cả bốn cái thành tố của lần trước và nó thêm cái phần phát huy cái giá trị tiềm năng và cái phần trao đi nữa. Thì thế, cho nên tí nữa mở bài của marketing ta sẽ nói đi nói lại, nói cho đến khi nào các chú ngấm 1/10 thôi thì tao dừng lại. Chứ còn hy vọng là tao muốn cho mày ngấm 10/10 cơ. Mà không ngấm tí nào thì hỏng bét. Cho nên là marketing nó đóng vai trò một phần trong đó. Và kết quả là tất cả cái lũ giáo sư tiến sĩ, nếu các bạn đọc báo những ngày hôm nay, nó ẩm mất 6 tháng nay rồi. Sau đó đỉnh điểm là cái thằng tiến sĩ cầu lông. Thì người ta có cái cớ để người ta giải quyết cái ấm ức ở trong người. Nhưng rồi cuối cùng các bài báo cũng không lột tả hết được. Bởi vì những cái học hành ấy là toàn bộ là giả tạo. Bởi vì nó không xuất phát từ động lực. Đến khi cái thằng học thật thì bắt đầu chạm tự ái. Nhưng cái thằng học thật thì lại thiếu thái độ. Không dám biến cái đó thành hành vi. Và cái thằng lớp 7 thì nó lại biến được thành hành vi. Vì họ học ít, đôi khi họ không biết, cho nên thái độ của họ nhận giáo dục từ bố mẹ rất tốt. Cho nên họ ăn ở thái độ. Và họ làm cân mẫn bằng sự đàng hoàng. Đó là bà bán bún bò. Đó là những chị bán cà phê. Họ ít học nhưng bố mẹ bảo sao cứ thế hùng hục làm. Và kết quả là với cái thái độ ấy, họ biến cái tiềm năng ít ỏi của họ thành năng lực vật chất, chứ không phải năng lực tiềm ẩn nữa. Và thế là họ có lái họ sống. Còn mấy cái thằng chó ở trong phòng lạnh ấy, năng lực đầy mình, đấy là học thật. Còn đa số là đấy có tí năng lực nào, ảo tưởng. Nhưng kể cả thằng năng lực thật, thái độ cực kỳ tệ, không bao giờ bằng con bán bún bò. Là thái độ tích cực, tức là dám biến cái kiến thức mình có thành hành vi. Kết quả là đi làm mọi cho thằng hiệu trưởng. Thằng hiệu trưởng thì đút lót nhảy lên cho có biết cái mẹ đó. Thế là cả một đám ôm nhau, xong ca ngợi nhau, xong nó đầu là ganh tị, xong chém giết nhau. Thì cái bài thái độ nó kinh hoàng kìa đấy. Thái độ là mày dám biến cái mày có
thành hành vi. Cho nên thái độ nó quyết định trình độ. Mày có trình độ mà mày không dám biến cái trình độ ấy thành hành vi hàng ngày, thì đó là một thằng tiêu tốn toàn bộ ngân sách quốc gia để đào tạo ra cái năng lực nhà mày. Thế mà nó ngồi trên tivi, rồi nó lên mạng, nó gõ, nó góp ý với cả nó tranh luận với tôi. Thậm chí có thằng còn muốn dạy đời nữa. Mày cấm mồm. Mày có 10.000 lần cái số năng lực mày được học, cũng không đủ nhân cách, cống hiến và con người bằng con bán bún bò. Chứ còn nó so với tôi thì nó láo quá. Đấy, phân tích một đoạn ngắn như vậy thì tâm thế tao lên gân lên cốt, hay ta đang nói bằng giọng lưỡi của kẻ khoa học đây, mày có hình dung cho vấn đề nó hay đến cỡ nào không? Vậy là thầy nói em có hiểu ạ. Và trong cái bài thái độ vừa rồi có rất nhiều nhân tố. Em xét lại thì bản thân mình cũng chưa có. Nhưng mà khi mà mình quý hơn ấy, thì những người ở đây chỉ có một thành tố nhỏ. Trong cái thái độ đó, em thấy đã có những cải thiện lớn hơn rất nhiều so với những người khác. Kể cả những người khác có trình độ hơn rất là nhiều với những người mà người ta không có trình độ, nhưng có một điểm thái độ, một yếu tố trong thành tố của thái độ đó, người ta đã có những cái thành quả hơn rất là nhiều, từ những cái việc nhỏ cho đến những việc to. Thế bây giờ đã hiểu thái độ quyết định trình độ chưa? Chứ không phải là một câu slogan nói cho sướng mồm. Nó quyết định thật và nó quyết định trên mọi bình diện. Bây giờ thì hiểu thái độ quyết định trình độ chưa? Trường Doanh Nhân PR.